Lên hình đi đây. Xe tăng đi, vệ xe tăng. Thôi xe ba, xe ba tiếp tăng. Đây, chúng ta sẽ về với một chiếc xe đồ chơi rất đẹp đẹp. Đẹp nhất thế giới. Nhìn mắt ý ở kỳ luôn. Rồi, kệ chuyển đi đi. Ra kêu quá đây ngay, kệ chuyển luôn. Bay qua Pikachu rồi. Cần. Nào thích cân, nào thích cân, cần thích ngang. Kéo nó xuống. Ok. Chuyện gì? Về cái gì? Kệ bị chuyện đập nhau đồ. Đó nóng. Con khởi động nóng người. Chúng ta bốn gì đó. Có một bố bôi, có một bố bôi ha. Nhỏ chưa tá xuống giếng ạ. Điểm kệ cho nghe. Hồi đó là nhà mình đang cà đúng không? Mà anh Hiên Tùng á chạy qua nói với em á. Em không biết nữa. Xong rồi em tí em nằm khóc. Xong mẹ thấy em khóc, mẹ hỏi là cái gì mà mi khóc á. Mà kiểu anh Hùng, anh Tùng chửi con, anh Hùng nạt con. Xong mẹ qua nói anh Tùng. Mà trong khi Tùng không nói gì, nói gì thôi chứ không có chửi gì hết à. Mà tí em khóc xong rồi em nói đứa đó. Xong Tùng kêu, tao nạt cái mi không, mi nhiều mi khóc không biết nói nữa. Kêu kêu. Mà bé lép không bói? Lớp. Mắc lẹo. Được. Y chang dữ, y chang dữ luôn nha. Không, chú Thắng. Chú Thắng nhầm. Cái thằng đó đây là thằng bất lẹo nhất thế giới luôn rồi. Nhắn tin với ai trong một tin nhắn thôi là chuẩn bị ngày mai tới tin tới tay ông Tốt mất liền. Tao vẫn còn cay mấy cái vụ mà bạn tao tới nhà mà mi chạy đi mi mất rồi. Hoặc là tao đi chơi một phát mà đi kiếm Đức hay Đức ở Thụy đi chơi rồi. Ở Thụy đi với thằng nữa, cắt tóc đồ cắt môi. Cắt tóc đồ nha. Ừ. Để tóc đồ cắt môi. Lấy con sương, lấy con sương. Lấy con sương, lấy con sương. Tao biết lắm mi. Tao còn nhớ như y như hai cái vụ nữa. Lấy con sương, lấy con sương. Cái chuyện tiếp đi. Đập nhau đồ. Thế chuyện nói. Mới đi học đập nhau như chị kể cho mình chữ tăng em á. Sợ không? Mới cầm được có băng, chưa cầm được hai băng. Mới cầm được hai băng là gì? Mới đập hàng lớp B thôi. Thôi cái mỏ. Đập một tí. Mới đập được lớp C, lớp B rồi. Đi mới thấy nhau quá em. Hả? Nốt được cái nốt rồi kìa. Dập đập. Bỏ thả. Bre. Bre nữa. Bỏ thì bị tí đấm được phát nào. Bởi vì Thái. Nhật Thái bị tí. Ừ. Bỏ bị Nhật. Thái đang đập một tí. Bỏ đang đập một Nhật. Thật luôn. Bé. Người ta sắc mà thằng Nhật bở phát bố ra bở lại. Mấy cái đèn mặt bị đấm phát bị đạn nặng khí ra mặt rồi là bị ông sở rồi luôn. Lát cháu thử làm bia thử. Bởi vì làm sao nó không có được. Nát vũ. Nát vũ không có kêu như mua. Mới kia là chúng ta làm bia cho mọi người. Chúng ta kêu là chị Vô Thủy. Tao chỉ mình cũng kết mèn à. Tao chỉ cũng kết mèn. Ra mình nói cái câu nữa. Đứa không vô. Nhầm. Bòi. Sao làm nhín đất. Chúng ta chỉ cũng kết là bòi ăn à. Không. Không biết sao mình nói câu nữa. Bắt gì không bòi. Massage đầu. Massage gì ta? Đồ chơi cái này đi nhỉ? Để xin lại tìm nhau nhé. Hoạt hình là cắt tu nó miếu ấm đi. Được sao đó? Ấm nhé. Đi giúp đất sẽ bắt đồ chơi hình đẹp đẹp thế giới và không ai cho mình được. Và sao này tên là cắt tu. Mắc ói, nhìn mắc ý ạ. Nhớ thấy nữa. Nghe đồ chơi hả? Mình coi cái chữ này. Chưa, phải xong một video nữa. Ca toy. Xe ar toy. Xe hoạt hình ý hả? Xe hoạt hình mà. Ca tun ca. Bông. Ca tun ca. Đường viết chưa? Ca r t o n. Ca tun á. Ca tun này cực tế. Ca tun ca. Ủa, cái chuột bị cháy luôn hả? Không. Nhưng cái chỗ nó đen chỉ đó. Không biết nữa. Cái gì mà? Chuột á. Mời chị không? Người thất bại được à? Người chấm chơi với bơ. À, kệ chuyện. Mời cho cái bộ đồ đi này, sexy lady không? Mời cho video đi này bông. Đâu biết ai không? Đi xe cùng anh cho đây. Honor đúng không mẹ? Cartoon.
chợ thì đi nó bằng xe của thằng Nguyên. Quay lại à? Nó cần à? Nhân vật nhìn vật nhân nhó. Cái cách xong cái này nhìn một camera. Tao bài này có bòi cái đoạn ăn bòi ăn luôn đi. Còn nhiều bòi cũng thiếu không? Đây, thật tiền. Tụi mong, đây cho bòi coi cái này. Tôi nghe nhạc quen thuộc không đó? Kìa? Tao nghe nhạc quen thuộc không? Nghe nhạc không quen thuộc không? Để thấy nhà hàng boy hay hay không hay mới mơ khi một khi đã anh gơ được tức ức chế không đi 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 ok không có hình bọn người nhon cho coi nhỉ. Bây giờ có cái đoạn mà bố hắn cái đoạn mà hát thêm bên đây bên nhà hắn đó ta. Hắn cứ đi này. 1, 2, 3, 4. Xin chúc happy, chúc mừng sinh nhật boy à. Rồi anh Thuận phù. Rồi họ, bà nội hỏi là em kêu ước đi, ước đi. Xong rồi anh kêu boy, em hỏi anh là sao boy, boy ước lớn lên, boy ước boy làm gì. Xong rồi kêu là boy làm sức cỏ. Xong bà nội anh kêu là ngu, làm bác sĩ chứ làm sức cỏ. Boy làm sức cỏ. Cười ẹn lắm á. Gì đem sao đi score rồi nè. Đúng rồi. Không có video đó nữa. Đây, tao này. Cần háo. Đây video tắt của ơi. Anh đang chứ. Mở ra con đấy. Ờ con đấy. Mày bố coi lại video nữa nhá bác. Video 1, 2, 3, 4. Kiều đăng lên Facebook cho bé lấy. 1, 2, 3, 4. Sau bài ước mơ bây làm sức cỏ. Thanh Hùng à, Nguyễn Thanh Hùng à. Đôi lúc có đăng không bác?